Chuyện là như vậy, bởi vì chị Bu với lại anh Khôi á có một cái quán cà phê nho nhỏ ở quận 4, nên nếu mà cả nhà có ai muốn mua nguyên liệu hay là mua slime thì hãy ghé đó chơi nha. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng mà thấy quán đang buồn quá, cho nên chị Bu và anh Khôi quyết định nghĩ ra những cái trò vui vui. Dĩ nhiên rồi, cái cô nàng này nè, đó, khoái đùa lắm, cho nên anh Khôi cũng chiều theo và đã có một kế hoạch. Đó là hai tụi tôi sẽ làm một cái slime để troll nhân viên trong quán. Nhưng mà cả nhà yên tâm nha, trong nhân viên trong quán toàn là sinh viên không à. Hồi xưa còn có sinh viên của chị ở trong trường đến làm chung nữa đó. Nhưng mà hôm nay chị em mình sẽ làm một cái slime nha. Và đó là slime nước. Tất cả chúng ta cần đó là bột gua gâm và nước ấm nè, để khuấy cho nó tan nhanh. Và đặc biệt đó là tại bởi vì chị cũng hay làm slime ở quán, nên là không có ai nghi ngờ hết. Chị nghĩ là chị đang làm một cái loại slime nào đó mới thôi. Và chị quyết định sẽ pha thành một loại nước uống, sau đó mời các anh chị nhân viên uống thử. Sao? Cái gì? Tôi biết rồi, chắc chắn là các bạn đang nghĩ rằng là trời sao chị ác quá vậy, nhân viên trong quán mà chị cho uống slime. Yên tâm đi, chị sẽ có cách ngăn lại để cho không có ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như là không có bắt các anh chị đó uống thiệt đâu, đừng có lo. Bây giờ chị em mình sẽ cho activator vào để làm cho cái hỗn hợp slime nước này thực sự trở thành slime, và nó cũng không có dính tay dính chân gì hết. Như các bạn đã biết rồi đó, chị có rất là nhiều video làm về slime nước, nếu bạn nào chưa xem thì hãy xem bằng những đường link bên trên nhé. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhau nhào trộn trộn và bóp bóp thôi, chuẩn bị thành hình slime nước rồi nè. Đố các bạn chị sẽ làm món nước gì? Bật mí nha, đây là một món nước ép của một loại trái cây rất là chua và hay xuất hiện trong các quán cà phê luôn. Hãy comment bên dưới xem các bạn có đoán đúng không nha. Cho xin một phút để PR sản phẩm. Đây là bột gua gâm, bột chuyên dùng để làm slime nước, cực kỳ lỏng luôn. Và nếu pha với lại nước nước ấm ấm á, thì sẽ tan rất là nhanh và ít tạo thành những cái hạt còn chưa tan hết ở trên bề mặt. Mà nếu có thì cũng không sao, chúng ta sẽ vớt bớt ra. Bây giờ chúng ta sẽ pha màu nha. Chị sẽ chọn màu gì đây? Chị chọn màu cam để biến thành một ly nước cam vô cùng tươi mát và ngon nghẻ luôn. Mong là sẽ lừa được rất là nhiều người đây. Sao rồi, mọi người thấy sao? Thấy bắt đầu giống kiểu nước cam chưa? Hình như nó còn chưa được giống lắm nên chị sẽ cho thêm một chút xíu màu cam vô nữa. Để yên một hồi nữa là cái bề mặt nó sẽ cực kỳ giống nước cam luôn. Và đó, không hề dính đồ luôn, không hề dính bàn, dính này gì hết trơn, đỡ sợ bị dơ. Rồi, bây giờ chị em mình sẽ tiếp tục chuẩn bị gì biết không? Đó là tìm cách bịt cái ống hút lại. Thì nếu mà cho dù các anh chị có hút thiệt là mạnh thì cũng sẽ không bị dính slime vô miệng đâu. Yên tâm chưa, không có hề làm hại đến sức khỏe của các anh chị đâu, các bạn đừng lo nha. Là nhân viên nhưng mà các anh chị coi chị với anh Khôi giống như người nhà, và thậm chí anh chị cũng coi các anh chị nhân viên giống như là em út trong nhà vậy đó. Cho nên không bao giờ có chuyện là sẽ làm ảnh hưởng đến các anh chị ấy đâu. Cả nhà cứ yên tâm nha. Và hãy tiếp tục coi trò troll này sẽ đi đến đâu nào. Có bao nhiêu người sẽ bị lừa bởi trò troll này đây? Chúng ta cùng xem ha. Ok, mọi thứ đã bắt đầu sẵn sàng rồi đây. Chị lại còn kiếm được một số cái charm hình cái viên đá để dùng để uống nước á, để lên bên trên. Trời ơi, phải nói là cực kỳ giống luôn. Sau đó là cắm cái ống hút vô, tuyệt vời ông mặt trời. Mà phải che dữ lắm, anh cô phải đứng che chứ không thôi các anh chị thấy rồi, lát nữa đâu có chịu uống đâu. Và đây, tên 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 tên, một ly nước cam làm từ slime nước. Chúng ta bắt đầu thôi. Làm không nội.
Anh thử đi. Không mới còn nguyên á. Thiệt má, anh nói sợ đâu. Nguyên ơi, món mới của em ngon không Nguyên? Nguyên cái gì đây? Sao không lên? Uống thử miếng rồi. Thôi. Thôi không may đâu. Đem lại nguyên uống thử miếng đi. Uống thử miếng đi. Đẹp quá anh Nguyên rồi. Uống thử miếng đi. Hạ ly uống nước cam hả Nguyên? Thôi có vụ. Vụ cái gì? Chu viên là viên vụ. Thử uống coi. Trời ơi barista vẽ cái hình nhìn chán vậy ông thần. À uống thử miếng. Từ từ đến kêu chó, đến kêu chó. À, đứng đây. Mọi người, ăn xuống, lấy nước sau giọng nói. Trời ơi, nãy em tính vậy quá. Uống thử thôi. Uống thử đi, muốn mới á. Uống xíu nước thật chứ gì. Ừ, để đây, đây. Cái này mấy cái muỗng nha. Cái đồng dưới rồi. Đã uống thử, uống thử thôi. Thử rồi, chứ làm sao mà lấy, để lấy cái bụng. Không hút được hả? Không lên. Trời ơi. Để không lấy cái bụng. Xương xa. Nó là xương xa cam. Dạ. 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 Để em xác nhận. Xương xa em bắt hút. Đừng có hỏi đi em. Được rồi, thử xong rồi. Không phải ăn được đâu, không ăn được. Trời là nãy giờ anh giấu ly nãy hả? Ừ, em uống thử chưa? Em tưởng cục làm gì đâu. Không phải đâu, nước á, thạch á. Thôi đừng có thấy. Uống thử trước đã, uống còn uống phút lên được không? Em biết sao không? Bây giờ tại vì anh với Nguyên làm ra nhưng mà anh với Nguyên không có uống được. Mà không biết cái nào để uống được, em muốn thử nhưng mà anh coi có cách nào uống được. Dạ, tỏ thì ông nội. Để không, tại vì bây giờ nè, ví dụ giờ cái công thức làm ra như vậy nhưng mà bây giờ không uống có được. Giờ dùng sẵn em sẵn uống thử coi. Sáng cũng không được đúng chứ? À được. Ơi đừng ăn. Ủa gì vậy? Ủa đồ làm gì làm không? Em thử đổ hơi tay thử. Nguyên cầm đổ hơi tay thử rồi em. Em biết sao mà uống? Nguyên. Nó đi. Mày làm sao á? Cà phê gì á? Cái mày tụng con người nó cà phê gì? Cái món nước này để em giới thiệu sơ cho anh Kiệt nghe là cái món nước này là em định là một cái thử thách. Khách hàng mà uống được cái món nước này, hút được món nước này là sẽ thưởng nước miễn phí cho ngày hôm đó. Ừ, lạ không? Anh uống thử coi. Uống được mới thử nha. Uống tốc mới lên. Thì em phải uống thử, uống được, được thẳng, hút mạnh. Cái nghĩa là anh hiểu không? Nghĩa là anh hiểu không? Nghĩa là sẽ khách hàng nào đi bao nhiêu người cũng được, ví dụ đi 5 người đây mà uống được một hơi cái này là sẽ được tặng 5 ly nước miễn phí. Có à. Anh hút lúc đầu anh hút từ từ thôi. Rồi sau hút sau anh mạnh lên xíu. Nhưng mà đừng có buông cái hơi đó ra. Con nghĩ gì? Thật, anh hút đi. Hút đi. Hút thử đi. Hút có lên. Chứ hút thử mà lên thì không lên. Tạm mệt luôn á.